Xin chào các bạn, trong video này, mình sẽ review cho các bạn top 5 kem chống nắng Anessa được ưa chuộng nhất hiện nay. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là kem chống nắng dịu nhẹ Anessa SPF 50+3. Kem chống nắng dịu nhẹ cho da nhạy cảm và trẻ em Anessa SPF 50+3 60ml giúp dưỡng da và bảo vệ da tối đa. Với thành phần tiêu chuẩn 50, dịu nhẹ và an toàn với làn da nhạy cảm nhất. Công nghệ Aqua Booster chống trôi trong nước và mồ hôi, bảo vệ toàn diện cho da kể cả khi bạn phải vận động, vui chơi nhiều ở ngoài trời và dưới nước. Kem chống nắng rất thích hợp sử dụng cho cả mẹ và bé. Công dụng: kết cấu dạng sữa lỏng nhẹ, dễ dàng thẩm thấu qua da và khô thoáng, không gây nhờn dít. Thông số chống nắng SPF 50, pa bảo vệ da khỏi tác hại tia UV. Công thức sữa dịu nhẹ cho da em bé và da nhạy cảm với tiêu chuẩn 50. Chống trôi trong nước và những giọt mồ hôi mãnh liệt hơn với công nghệ độc quyền Aqua Booster. Có thể làm lót trang điểm, dễ dàng làm sạch với xà phòng hoặc sữa rửa mặt. Đứng ở vị trí số 2 đó chính là kem chống nắng dưỡng da Anessa Perfect UV SPF 50+PA. Kem chống nắng dưỡng da Anessa Perfect UV SPF 50+PA là sản phẩm giúp bảo vệ làn da bạn dưới ánh nắng mặt trời mà không làm khô rát làn da. Sản phẩm với chiết xuất thiên nhiên còn giúp dưỡng ẩm, giúp da luôn căng mịn và đàn hồi. Công dụng: kem chống nắng dưỡng da Anessa Perfect UV SPF 50+PA có tác dụng dưỡng da và bảo vệ da tối đa với kết cấu mỏng nhẹ, khô ráo. Hiệu quả chống trôi trong nước rất cao với công nghệ Aqua Booster X, dưỡng da ẩm mượt, gia tăng độ đàn hồi, chống oxy hóa, chống viêm nhiễm và làm chủ bóng dầu. Có thể sử dụng làm lớp lót trang điểm, đơn giản làm sạch với sữa rửa mặt, sử dụng cho mặt và toàn thân, thích hợp dùng thường nhật và các hoạt động ngoài trời. Công thức được kiểm nghiệm bởi người có chuyên môn da liễu, an toàn cho sức khỏe người dùng. Đứng ở vị trí số 3 đó chính là Anessa Perfect UV Sunscreen Micelle SPF 35+3. Kem chống nắng dạng gel dịu nhẹ cho da nhạy cảm và em bé Anessa Perfect UV Sunscreen Micelle SPF 35+3 90 dưỡng ẩm và bảo vệ da tối đa với công nghệ chống nắng Aqua Booster độc quyền, chống trôi trong nước và các giọt mồ hôi. Thành phần 50, dịu nhẹ và an toàn cho làn da nhạy cảm. Tinh chất chống nắng rất thích hợp dùng cho cả mẹ và bé. Chỉ số chống nắng SPF 35, pa bảo vệ da mãnh liệt. Công dụng: kết cấu dạng gel dịu nhẹ và ẩm mượt, phù hợp cho cả da nhạy cảm và da trẻ em từ 1 tuổi. Thành phần 50 cho da nhạy cảm, không màu, không mùi, không cồn, không dầu khoáng và không paraben. Chống trôi do ma sát, do nước và mồ hôi vượt trội với công nghệ Aqua Booster X. Chống trôi trong nước tới 40 phút. Cleansing powder trong công thức trung hòa và chống lại tác hại của các hạt siêu vi, bụi mịn trong không khí. 50% thành phần dưỡng da được nâng cấp với chiết xuất mẫu đơn giúp da mịn mượt. Có thể dùng làm lớp lót trang điểm, thích hợp sử dụng thường nhật và trong các hoạt động ngoài trời. Được kiểm định bởi chuyên gia da liễu. Đứng ở vị trí số 4 đó chính là kem chống nắng dưỡng trắng Anessa Whitening UV Sunscreen Gel. Chống trôi trong nước và các giọt mồ hôi mạnh mẽ hơn với công nghệ độc quyền Aqua Booster 1/2 thành phần dưỡng da mịn mượt dưỡng trắng. Ngăn chặn đốm nâu và tàn nhang, chống oxy hóa, ngăn chặn lão hóa sớm do tiêu UV. Triệt tiêu các tế bào hắc tố giúp ngăn chặn đốm nâu và tàn nhang, em trên salicylic acid. Thành phần dưỡng da và giữ ẩm được chọn lọc kỹ càng, ngăn chặn khô da. Công dụng: gel chống nắng dưỡng trắng ngăn chặn đốm nâu, tàn nhang, chống trôi sau 40 phút trong hồ bơi. Có thể làm lót trang điểm, dễ dàng làm sạch với xà phòng hoặc sữa rửa mặt. Công thức với mùi hương thanh mát từ cam, quýt, không chất tạo màu, đã qua kiểm nghiệm với chuyên gia da liễu. Và đứng ở vị trí cuối cùng đó chính là kem chống nắng Anessa Essence UV Sunscreen Aqua Booster. Kem chống nắng Anessa màu bạc Essence UV Sunscreen Aqua Booster là dòng kem lai giữa dòng kem hóa học và vật lý, cho năng lực kháng nước, chống trôi vượt trội. Sản phẩm có thông số SPF 50+3, chống nắng rất hiệu quả. Sản phẩm này được ưa dùng nhờ năng lực dưỡng ẩm cao, giúp da phục hồi tốt sau hư tổn, bảo đảm luôn căng bóng, mịn mượt suốt ngày dài dùng. Anessa Essence UV Sunscreen Aqua Booster dưỡng ẩm tốt nên phù hợp với những bạn có làn da khô. Yếu điểm của sản phẩm là thành phần có cồn, da mụn có thể dùng, tuy vậy da nhạy cảm thì không. Và vừa rồi là top 5 kem chống nắng Anessa được ưa chuộng nhất hiện nay mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Mình hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp được cho các bạn lựa chọn được cho mình một lọ kem chống nắng Anessa phù hợp nhất. Link mua sản phẩm thì mình để ở dưới phần mô tả của video này để các bạn tham khảo nhé. Và video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video review tiếp theo.